khẩn trương điều tra cái chết của người đàn ông đang phân hủy trong vườn keo. Hai vợ chồng ở Hải Dương đánh nhau do mâu thuẫn khiến người vợ tử vong. Du khách nghi say thuốc lào rơi xuống biển tử vong ở Hải Phòng. Tạm dừng hoạt động hai hãng taxi tại sân bay Tân Sơn Nhất vì gian lận cước. Chợ Tết Đoan Ngọ rộn ràng hương vị truyền thống. Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức trên kênh YouTube Báo Lao Động. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ sẽ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, mới đây người dân không khỏi bàng hoàng khi phát hiện một người đàn ông tử vong. Thi thể được phát hiện đang phân hủy trong vườn keo của một nhà dân ở thị trấn Hương Khê. Liên quan tới vụ việc, ông Dương Ngọc Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê cho hay, tại một vườn keo trên địa bàn thuộc tổ dân phố 12, thị trấn Hương Khê, vừa phát hiện một thi thể một người đàn ông trong tình trạng đang phân hủy. Nhận được tin báo, lúc gần trưa ngày 21 tháng 6, chính quyền và công an thị trấn Hương Khê đã có mặt để xác minh, bảo vệ hiện trường, xác định danh tính của nạn nhân. Bước đầu, cơ quan chức năng nghi nạn nhân là một người đàn ông hơn 40 tuổi, trú ở xã Phú Phong, huyện Hương Khê. Tuy nhiên, theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Hương Khê, cơ quan chức năng đang thực hiện các biện pháp để xác định chính xác danh tính của nạn nhân và điều tra nguyên nhân cái chết của người này. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi đến quý vị ngay sau khi có thông tin mới nhất về vụ việc. Kính thưa quý vị, vợ chồng mâu thuẫn là điều khó tránh khỏi trong mối quan hệ gia đình. Thế nhưng nhiều người đã không kiềm chế được nóng giận mà gây ra án mạng đau lòng. Để rồi người nằm dưới năm tấc đất lạnh lẽo, kẻ vướng vòng lao lý, ôm nỗi ân hận muộn màng. Đó cũng là nội dung vụ án mạng nghiêm trọng ở Hải Dương mà chúng tôi muốn chuyển đến quý vị ngay sau đây. Cụ thể, ông Dương Văn Chiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Văn Đức, thành phố Chí Linh xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng khiến một người tử vong. Thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ 30 phút trưa ngày 21 tháng 6, do mâu thuẫn nên vợ chồng anh Nguyễn Văn Rang, sinh năm 1984, thường trú ở phường Văn Đức, thành phố Chí Linh, và chị Bùi Thị L, sinh năm 1980, quê ở Phú Thọ, xảy ra đánh nhau. Ông Dương Văn Chiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Văn Đức, thành phố Chí Linh nói, nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường cùng người dân đưa chị L đến trung tâm y tế Chí Linh để cấp cứu, nhưng chị L không qua khỏi. Ông Chiên cũng cho biết thêm, trước khi xảy ra án mạng, người dân sống gần khu vực cho biết hai vợ chồng anh Rang cũng hay xảy ra cãi nhau. Hiện người chồng đã bị cơ quan chức năng bắt giữ để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Nhân vô thập toàn là câu nói chuẩn xác để nói về bản tính của con người. Bởi lẽ, ai cũng không hẳn là người hoàn hảo, toàn mỹ, toàn thiện hoặc toàn ác. Vậy nên vợ chồng cũng có lúc mâu thuẫn với nhau là điều khó tránh khỏi. Vì vậy, việc khi xảy ra mâu thuẫn, vợ chồng cần phải bình tĩnh ngồi lại nói chuyện, tìm ra cách giải quyết vấn đề. Xin được chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Say thuốc lào không phải là hiện tượng hiếm gặp. Mới đây tại Hải Phòng đã xảy ra một vụ việc đau lòng khi du khách say thuốc lào rơi xuống biển. Theo thông tin từ đồn biên phòng Cát Bà, bộ đội biên phòng Hải Phòng, một du khách trên tàu du lịch bị rơi xuống biển tử vong, nghi do bị say thuốc lào. Trước đó vào 13 giờ ngày 17 tháng 6, đoàn khách 36 người lên tàu tham quan Vịnh Lan Hạ. Đến khoảng 21 giờ 25 phút, sau khi tàu đang neo đậu tại khu vực Trà Bầu, xã Việt Hải, huyện Cát Hải, Hải Phòng, thì du khách NTT, sinh năm 1982, trú ở thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái bị rơi xuống biển. Theo đồn biên phòng Cát Bà, du khách này nghi bị say thuốc lào nên buồn nôn, cố ra ngoài tàu để nôn nhưng không kiểm soát được hành vi nên rơi xuống. Mặc dù có người của tàu nhảy xuống cứu ngay sau đó nhưng bất thành. Đến ngày 19 tháng 6, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể của anh NTT và bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc. Liên quan đến việc hai hãng taxi tại sân bay Tân Sơn Nhất vì gian lận cước gây xôn xao dư luận những ngày gần đây, lãnh đạo Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất vừa thông tin đã quyết định tạm ngừng hoạt động kinh doanh của hai hãng xe taxi ở sân bay để xử lý vi phạm sau vụ gian lận cước taxi. Cụ thể, Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất đã tổ chức họp khẩn để đưa ra hình thức xử lý các đơn vị taxi có những hành vi vi phạm hoạt động tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất. Ông Nguyễn Nam Tiến, Phó Giám đốc Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất đã chủ trì cuộc họp.
Các đơn vị tham gia gồm Cảng vụ Hàng không miền Nam, Đồn Công an Tân Sơn Nhất và các phòng chức năng liên quan của cảng cùng với đại diện hai đơn vị taxi vi phạm là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vận tải Sài Gòn Taxi và Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist. Theo đó, các đơn vị liên quan đã thống nhất tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách bằng xe taxi tại cảng đối với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vận tải Sài Gòn Taxi và Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist để xử lý các vi phạm liên quan. Đại diện cảng thông tin, hai đơn vị này đã làm ảnh hưởng rất lớn tới uy tín, hình ảnh và thương hiệu của sân bay Tân Sơn Nhất. Theo đó, thời gian tạm dừng hoạt động từ 0 giờ ngày 22 tháng 6 năm 2023 cho đến khi có thông báo mới. Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất đề nghị hai đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm chấp hành đúng quy định. Các đơn vị, cơ quan chức năng liên quan hỗ trợ tạo điều kiện để Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất thực hiện nhiệm vụ này. Trước tình trạng gian lận giá cước taxi đang diễn ra phức tạp tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Cảng vụ Hàng không miền Nam và sân bay tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xử lý tình trạng này. Nhà chức trách hàng không yêu cầu Cảng vụ Hàng không miền Nam làm việc và đề xuất Công an thành phố Hồ Chí Minh, Đồn Công an Tân Sơn Nhất, Sở Giao thông Vận tải tăng cường kiểm tra xử lý tình trạng gian lận giá taxi, ép giá khách, treo kéo khách, xe dù hoạt động tại cảng. Đồng thời, rà soát và bổ sung kế hoạch để tăng cường kiểm tra giám sát việc cung cấp dịch vụ của các hãng taxi, xe công nghệ được nhượng quyền khai thác tại cảng. Thưa quý vị, Hạ Long được biết đến là địa điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam. Thế nhưng theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long, thông tin thời gian vừa qua, trên các trang mạng xã hội Facebook xuất hiện tình trạng các nhóm fanpage thực hiện hành vi giả mạo thông tin của công ty lữ hành, đại lý bán vé, tour du lịch nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của người dân và du khách khi có nhu cầu sử dụng các dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố. Mới đây nhất, ngày 20 tháng 6, anh NNQ ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên có đăng bài trong nhóm Facebook Review Hạ Long cảnh báo về tình trạng lừa đảo đặt phòng qua mạng. Trao đổi với phóng viên báo Lao động, anh Quy cho biết, tôi cùng các thành viên trong gia đình đã quyết định chọn Hạ Long trong chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm. Tôi có đăng bài tìm thuê căn biệt thự trên các hội nhóm về du lịch tại Quảng Ninh thì có một tài khoản Facebook Nguyễn Đạt có tương tác rất tích cực. Kiểm tra thông tin về người này, mọi thứ đều sáng sủa. Tôi đã tin chuyển khoản đặt cọc cho người này 5 triệu đồng. Đúng trưa ngày 20 tháng 6, gia đình đến Hạ Long, gọi điện thoại, Zalo, Facebook cho người này đều không được, thậm chí người này còn chặn liên lạc của tôi. Không còn cách nào khác, gia đình phải đi thuê một căn biệt thự khác. Trên thực tế, trường hợp của anh Quy không phải là đầu tiên và duy nhất. Các đối tượng này sau khi được khách hàng liên lạc và chuyển tiền đặt cọc theo yêu cầu thì ẩn tích và chặn mọi liên lạc với khách hàng. Điều này làm ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của du lịch Hạ Long. Bà Trần Thị Thê, trưởng phòng kinh doanh, công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch Nắng Hạ cho biết, thời gian qua, công ty cũng đã phát hiện một trang Facebook giả mạo công ty có tên website, địa chỉ. Nhưng khi kiểm tra địa chỉ email, trang web không tồn tại, công ty đã nhiều lần đăng tải cảnh báo khách hàng tránh bị lừa đảo. Hiện tại ở Hạ Long có nhiều Facebook chạy quảng cáo, mua tương tác, lập cả tài khoản ngân hàng mang tên dịch vụ như du lịch thuyền Hạ Long, Vina House để chiếm niềm tin của khách hàng. Khi khách tin tưởng thì chuyển khoản thường là giá thấp hơn nhiều. Bà The cho biết thêm, bản thân tôi cũng kịch liệt đấu tranh bằng cách vào các trang giả mạo kia, bình luận bóc phốt, cảnh báo khách du lịch, nhưng sau đó đều bị chặn. Việc này ảnh hưởng rất lớn đến thị trường, đến những công ty du lịch. Câu chuyện cứ lặp đi lặp lại như vậy, khách hàng sẽ mất niềm tin, không dám đặt phòng, hình dung về du lịch Hạ Long méo mó. Những người làm du lịch cũng đã lập nhóm cảnh báo lừa đảo du lịch Hạ Long, điểm các tên tài khoản Facebook lừa đảo, nhưng để xử lý triệt để thì rất cần sự vào cuộc của chính quyền sở tại. Trước sự việc này, ngày 19 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long đã ra văn bản số 4573 UBND VHTT về việc rà soát xử lý các vi phạm về du lịch trên mạng xã hội. Văn bản nêu rõ, đề nghị người dân, du khách cảnh giác trước những đơn vị giao dịch mua bán vé tour du lịch trên các trang không gian mạng mà không có thông tin rõ ràng, chỉ thực hiện trao đổi thông tin cá nhân, tổ chức, thực hiện giao dịch với các công ty lữ hành, đại lý du lịch uy tín đã được cơ quan quản lý nhà nước cấp phép hoạt động. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, thanh tra chuyên ngành kiểm tra xử lý nghiêm đối với các đối tượng có hành vi sử dụng không gian mạng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhân dân và du khách. Cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Đề nghị Sở Du lịch yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành
thực hiện đăng tải toàn văn bản trên fanpage, website của đơn vị, giao công an thành phố Hạ Long ra soát thông tin, nắm bắt tình hình, xử lý các đối tượng có hành vi sử dụng không gian mạng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhân dân và du khách. Vụ việc không chỉ gây thiệt hại về tài sản của du khách mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh du lịch của tỉnh Quảng Ninh. Vì vậy, trước vụ việc trên, khuyến cáo người dân cần hết sức cẩn trọng trong đặt cọc du lịch thông qua các trang mạng xã hội. Thưa quý vị, tại Quảng Nam, dịp Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 âm lịch, khắp các chợ lớn nhỏ với nhiều mặt hàng đặc trưng cúng Tết giữa năm được bày bán sum tụ. Không khí chợ Tết Đoan Ngọ vẫn tấp nập, rộn ràng và mang đậm hương vị truyền thống, dù sức mua có phần giảm sút do tình hình kinh tế khó khăn. Những ngày cận Tết Đoan Ngọ, đường Lưu Đình Thự dẫn vào chợ Tam Kỳ thuộc phường Phước Hòa, thành phố Tam Kỳ trở nên nhộn nhịp hơn. Hai bên đường, tiểu thương bày bán nhiều bánh ú tro, bó lá sông, trầu cau, đường bát, giấy cúng, hoa tươi, trái cây, cơm rượu, những mặt hàng đặc trưng cúng ngày Tết Đoan Ngọ. Dạ, thường là bán trầu cau này với giấy cúng, còn mùng năm là bán bánh ú tro ở Hậu An, Hà Đăng, vô truyền thống là không muốn trừ đứa đó. Cứ đến ngày này, người dân tranh thủ đi chợ thật sớm để chọn mua những món đồ ưng ý nhất để bày mâm lễ gia tiên. Một số gia đình còn sắm thêm vài ba món mặn chuẩn bị mâm cỗ đón khách đến thăm chơi như ngày Tết. Theo quan niệm dân gian, mùng 5 tháng 5 âm lịch còn gọi là Tết diệt sâu bọ. Do đó, lễ vật cúng thường là sản vật đặc trưng của mùa hè với ý nghĩa nhằm xua đuổi sâu bọ phá hoại mùa màng, cầu mong sức khỏe an lành và cuộc sống đủ đầy ấm no. Cúng mùng năm để cầu sức khỏe cho mình tăng nửa năm để cho sức khỏe. Thọ có ít thọ sắm ít thọ có nhiều sắm nhiều. Năm nay là mang cũng khó khăn, là vật gió thì cũng bình thường chứ không có cô. Ngoài bánh ú tro có xuất xứ từ các cơ sở làm bánh lâu đời ở Hội An đã trở thành đặc sản được ưa chuộng tại phiên chợ mùng 5, thì mặt hàng lá sông cũng thu hút nhiều người mua. Lá sông không chỉ được treo trước nhà để trừ tà hay sông giải cảm, mà còn trở thành nước uống quen thuộc với người dân địa phương. Cũng mua trái cây, rượu, mua bánh ấy rồi đó. Thường cái tục lệ của ông bà mình xưa trừ đó. Thì cũng mua về cúng bà. Bữa trước cũng mua cái đây rồi, nhưng mà cảm thấy nó thiếu vài thứ. Thì thấy cái lá này uống cũng được, nó cũng thơm, năm nào cũng mua vậy. Theo khảo sát, mặt hàng phục vụ Tết Đoan Ngọ năm nay đa dạng, giá cả vẫn bình ổn so với mỗi năm, nhưng sức mua có phần giảm sút. Phiên chợ Tết Đoan Ngọ đã đi vào tâm thức của bao thế hệ người Việt, dẫu cuộc sống khó khăn hay đủ đầy. Ở đó có những sản vật mang phong tục tập quán với nét văn hóa vùng miền rất riêng. Chuyển sang tin tức về giáo dục, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 đang đến rất gần. Chia sẻ về vấn đề này, thầy giáo Đinh Đức Hiền, giáo viên hệ thống giáo dục Học Mãi đã chia sẻ một vài bí kíp tới các học sinh để làm tốt bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023. Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, các học sinh sẽ chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023. Bên cạnh các môn chính như toán, văn, anh, các học sinh cũng đang nỗ lực để hoàn thành thật tốt các bài thi trong tổ hợp khoa học tự nhiên gồm lý, hóa, sinh. Trong đó, nhiều học sinh sử dụng hai trong ba môn thi này để xét tuyển đại học. Theo các thầy cô giáo, để làm tốt tổ hợp 3 môn liên tục, các thí sinh sẽ cần phải chuẩn bị tâm lý vững vàng, cùng với đó là phân bổ thời gian hợp lý. Nếu bạn sử dụng hai môn, ví dụ như tổ hợp lý hóa hay tổ hợp hóa sinh, thì lúc đó nó sẽ khá căng thẳng với các bạn đấy, do bởi vì là hai môn là thi liên tiếp, thời gian thì lại rất là ngắn, thế đâm ra là nó sẽ có những cái áp lực. Nếu như mà môn đầu mà các bạn không tốt, mà trong khoảng 10 phút mà giữa hai môn mà các bạn không kịp cân bằng lại cái tâm lý của mình ấy, thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến môn tiếp theo. Thế nên điều đầu tiên đó là gì? Cái vấn đề tâm lý là cái vấn đề quan trọng nhất. Với kỳ thi trung học tốt nghiệp trung học phổ thông thì trong cái đề thì chúng ta sẽ khoảng là 70% những câu nó là nhận biết thông hiểu. Những câu này thì các bạn hoàn toàn có thể làm trong vòng là từ 15 phút trở lại, nhưng phải làm chắc.
chúng ta, bởi vì đề thi nó sẽ sắp xếp từ câu dễ đến câu khó, thế nên các bạn không được nhảy cấp. Chúng ta làm xong câu nào là chốt câu đấy. Thế trong khoảng là 10 câu tiếp theo thì các bạn làm trong vòng khoảng 20 phút đó, thì các bạn sẽ nắm chắc được khoảng 8-9 điểm. Thế sau đó là những câu cuối cùng, những câu vận dụng cao, nó khoảng 4 câu thôi. Thì nếu như các bạn làm, thì các bạn tập trung vào các bạn làm, thì các bạn có thể sử dụng cái khoảng thời gian này để làm thêm được 2 câu. Còn nếu các bạn tốt nữa thì bạn có thể sử dụng 4 câu. Đối với riêng môn sinh học, do hình thức thi hoàn toàn là trắc nghiệm, bởi vậy để đạt được thang điểm 9-10, học sinh cần phải làm chắc tất cả các câu và không chủ quan với những câu dễ, tránh mất điểm một cách đáng tiếc. Ok, thực ra thì các bạn cùng phần phải có suy nghĩ như thế này. Tức là cái câu nào cũng là sẽ là câu giúp các bạn được 10 điểm cả. Bởi vì giá trị điểm số nó như nhau. Câu dễ hay câu khó thì đều nó là 0,25 điểm một câu. Thế nên là nếu mà các bạn mà rơi câu dễ thì nó cũng sẽ trừ các bạn 0,25. Đôi khi câu dễ các bạn làm mất 10-15 giây thì nó là 0,25 rồi. Nhưng mà đôi khi là những cái câu khó mà các bạn đôi khi suy nghĩ 5 phút cũng chưa chắc được 0,25 điểm. Thế nên đầu tiên là muốn được 9 hay 10, các bạn phải chắc chắn được những câu dễ đã. Đấy là điều cơ bản. Cái thứ hai nữa là để mà có thể tăng được điểm số thì các bạn sẽ phải tập trung vào những bài tập liên quan đến vận dụng cao. Thì các bạn phải làm rất thành thục, làm nhanh vận dụng và vận dụng cao nữa thì các bạn mới có cái tự sự tư duy và cái phản xạ đấy khi mà các bạn làm rất là tốt. Sau khi hoàn thành bài thi ngữ văn và toán trong ngày 28 tháng 6, sáng 29 tháng 6, các thí sinh sẽ làm bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc tổ hợp khoa học xã hội với thời gian là 150 phút. Theo thống kê từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay có 323.187 thí sinh đăng ký thi bài tổ hợp khoa học tự nhiên, chiếm 31,52%, và 566.921 thí sinh đăng ký bài thi tổ hợp khoa học xã hội, chiếm 55,30%. Như thường lệ, cuối bản tin là những thông tin cập nhật về thời tiết. Thời gian thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 29 tháng 6. Trước đó một ngày, các thí sinh sẽ được nghe quy chế và sửa đổi bổ sung các giấy tờ bị nhầm lẫn hoặc sai sót. Thông tin thời tiết được nhiều phụ huynh quan tâm để chuẩn bị tư trang phù hợp cho con trước một kỳ thi quan trọng. Để phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã cung cấp thông tin dự báo thời tiết ba miền trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết chủ đạo trong những ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông đều là nắng nóng vào ban ngày. Khu vực Bắc Bộ, từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 6, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 đến 35 độ C. Ngày 30 tháng 6, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Trung Bộ, từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 6, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa dông rải rác, nhiệt độ cao nhất dao động từ 33 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Ngày 30 tháng 6, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 34 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày 27 đến 30 tháng 6, chiều tối và tối có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên dao động từ 29 đến 32 độ C. Nam Bộ, từ 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.